Hello everyone, welcome back to my Hardwatch Gaming channel. Chị đang quay trở lại kênh Hardwatch Gaming của mình trong series 8 tựa game này. Và Ben đi run chat game đầu tiên trong video này mình các bạn khám phá nào. Let's go. Các bạn đồng hồ người suốt để cho mở được cái map mới nào vậy. Cố gắng để không mất đi một chút món nào ạ. Thank you.
Oh my god, cái tóc rất dày vậy. Thì thế chứ. Ice cream friends, ice cream sis, friend Charlie. I think I need a plan. How do we communicate with her and be able to know they're our friends? I'm going to keep checking the cooks. Yummy.
good. Got your trainer. Level padlock. No problem. Tôi đã tìm được đủ 3 vật phẩm để có thể giúp nhiều mai tạo nên một cái góc tích chúng ta. Perfect. Well, I think this will help you. Take it. Quay lại video tạo.
okay? Charlie, I'm still here. I'll do what I can. Yummy, yummy. Mix the ingredients wrong. Chúng ta có quay quay tiền Jay, I'm still here. I'll do what I can. The most delicious ingredient in the world.
dangerous ingredient in the world. Tasty. Don't ever mix the ingredients wrong. Hey, little cook, be more careful with your food. OK, xin mời chú Thanh Công và các bạn cùng chuyển qua thì tiếp theo nào, Brandy. Tìm cách trốn thoát khỏi căn nhà của Granny nào. Be careful. Thank you.
Ok, và ta đã lại trình bày thêm một lần nữa bạn. Khaki. Oh my god. Đổ được xong vào bình được ạ. Thank you.
Mẹ thì tới đây coi. Well, this way. We draw the potato for the next one. We got one. Forest monster. You got it. What about the tunnel? I take a photo of the monster from the stone tower. It's a tap of that anyway. Okay. Get a little chip completed. Chúng ta đã có được 30 hình rồi. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ mở cánh cổng bên ngoài và chúng ta thắt vào đây với 3 góc hình về sâu cả thế giới biết cả nhé. Có Forest Monster tại đây. Ok, chúng ta sẽ xin lên Rainer để xeo lợi.
Facebook. Về căn phòng đầu tiên thì sẽ có thể lấy được cuốn sách cuối cùng nào.
Okay. That's all. Choice of that. Okay. Okay, cũng muốn người chuyển qua tiếng tiếp theo nào. Goosebumps. Hello? Hey, come over here. Quick, there's not much time. I'm R.L. Steinreiter. I mean, I'm a writer. I'm a typewriter. I mean, I'm a Stein. Just R.L. Stein, a writer. I wrote Goosebumps, you know. Over 400 million in print worldwide. Never mind that for now. Someone has... Something has... Writer's block. So... horrible. I need ink. Look under me. The drawer. I... Help. Oh, my goodness. Phew. Wow. Much better. Okay, listen. Just hide. Oh, no. Hide. Quickly. Under the desk. The books, the Goosebumps, but just one won't do. This one is fun, always good for a scare. Slappy, released? He must be stopped. You have got to stop him. First, I need you to... Okay, now all you have to do is... Something's wrong. The book is missing some pages. Maybe they're over there by the fireplace. You will need two more pages. They're somewhere inside this house. You need a key to get out of the study. It's behind the blue books by the door. Unless you can see in the dark, I suggest turning on the lights. The light switch is next to the door. Great. Now just gather up the rest of the pages. I don't want to scare you, but if you see or hear anything strange, hide. That's a graveyard ghoul. Slow, not too smart. Just keep a little ahead of her. If she traps you, try and hide. Cô ta đi thế nào không? You're on when you go out to Slappy. Don't move, Stein. See you around. You're gonna try and put me in that book. That's not gonna go. No! No! What you got to do? Ever do it? First day.
My dog in hand.
Đây là game cuối cùng trong video này mới cho các bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Thank you.